Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu hệ thống lọc nước trung tâm cho biệt thự. Đây, hệ thống lọc nước trung tâm thương hiệu Vinawater. Nhãn hiệu Vinawater đã được đăng ký sở hữu trí tuệ. Lắp tại khu đô thị Vinhome Harmony Long Biên, Hà Nội. Đây khu đô thị Vinhome Harmony tại Long Biên, Hà Nội. Nước có thể để ngoài trời được, để ngoài trời thoải mái. Hệ thống đường ống nội tuyến đi trong hệ thống lọc nước được sử dụng ống loại UV chống ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua, và ống này có thể để ngoài trời không bị ăn mòn, không bị đóng rong rêu. Hệ thống lọc nước thì gồm có 4 giai đoạn lọc, 4 thiết bị lọc. Đầu tiên là nước đầu vào là sẽ được có máy bơm nâng áp này. Máy bơm nâng áp chủ nhà tự mua. Đấy, sẽ bơm cấp vào cái đường ống, cấp vào đầu tiên là bộ tiền lọc. Lọc sơ cấp chức năng là loại bỏ các cái tạp chất cặn bẩn lơ lửng mà mắt thường không nhìn thấy được. Làm trong nước, cái lọc này bên trong là lõi lọc nếp gấp 20 inch béo, có thể tái sử dụng được, có thể sục rửa được. Mang vòi xịt nó có thể dùng lại được. Và quan trọng nữa là cấp lọc của nó là 1 micron, và thiết kế dạng nếp gấp nó giúp cho cái tiết điện lọc nó cao hơn, dù cái lỗ lọc của nó nhỏ hơn nhưng cái tiết điện lọc nó cao hơn, tăng cái lưu lượng lọc. Công suất của nó có thể đạt đến 3,5 đến 5 khối một giờ, đậm chí phải 7 khối một giờ. Và tăng tiết điện lọc giúp nó loại bỏ được nhiều tạp chất hơn và tuổi thọ lọc cao hơn. Sau khi qua cái lọc sơ cấp này, bắt đầu sang đến cột lọc tổng carbon filter có đầu điện tử để phục vụ quá trình tự động làm sạch. Đầu điện tử này đó, chức năng của cái cột lọc này là để loại bỏ các chất ô nhiễm, tồn dư hóa chất, clo hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, màu mùi. Đó, sau khi qua cột lọc này, bắt đầu sang cột lọc tiếp theo, đó là làm mềm nước. Số tiền là làm mềm nước thì nó giúp loại bỏ canxi, magie, các ion canxi, magie và cả amoni trong nước nữa. Đấy, làm mềm nước này thì nó bao giờ nó cũng đi kèm thùng muối, có một cái ống trắng trắng này dẫn sang thùng chứa muối. Muối hoàn nguyên, bây giờ muối tinh dạng viên nén. Muối này thì nó không phải để lọc nhưng mà nó cũng rất là quan trọng, bắt buộc nó phải có để phục vụ cho quá trình khi cái vật liệu trong cái cột làm mềm này nó bị bẩn thì cái đầu điện tử này nó sẽ động, nó bơm nước vào đây để nó hòa muối thành dung dịch, nó hút dung dịch muối vào trong cái cột này chứa vật liệu lọc cùng làm mềm nước trong này để nó sục rửa trong vòng 1 tiếng đồng hồ, và nó thải ra cái đường thải dương, quá trình làm sạch nó thải ra đường thải dương ở phía sau đấy. Thì như thế thì nó giúp cho cái vật liệu bên lọc bên trong rất là bền và lâu phải thay. Tiếp đó cuối cùng là đến màng sụp lọc web, thì có thể lắp một màng hoặc hai màng song song, như ở đây nhà gia đình này sử dụng hai màng song song để đảm bảo áp lực nước. Dù có nhiều người sử dụng đi chăng nữa, hai màng song song từ đây ra cấp vào hai màng ở đây qua lọc cấp vào một đường ống chạy lại trục chính. Hệ thống lọc thì có mái tre inox 304 để treo tu van, vỏ bình bằng inox 304 đặt ngoài trời thoải mái, chịu áp 10 cân, nó có khung giá inox. Hệ thống lọc này thì có thể sử dụng cho một gia đình hoặc một biệt thự bình thường có khoảng tầm 2 đến 4 phòng tắm, từ 3 đến 7 người sử dụng. Hệ thống thì đã bao gồm nhân công vận chuyển, lắp đặt, khung giá, mái che và cả các cái thiết bị đầu nối trong nội tuyến.
gồm các giác co này, rất nhiều giác co. Ống ở đây là sử dụng là ống Blue Ocean. Blue Ocean của Anh, nó tương tự như ống Vapo và là loại ống ngoài trời. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc yêu cầu tư vấn thì mọi người vui lòng đăng ký hoặc là click vào đường link dưới để điền thông tin hoặc là gọi điện theo số điện thoại bên dưới để nhận được tư vấn. Cảm ơn mọi người đã xem video.